Hello everyone, tiếp tục hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các bạn Unit 8 thì mình sẽ làm trang số 40 và trang số 41. Thì bài hôm nay thì chúng ta sẽ học về countable and uncountable. Thì là cái này nghĩa là danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Thì bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn trước tiên á, thì mình sẽ học về các từ chỉ định lượng, ví dụ như là an và some. Thì bây giờ các bạn mình sẽ tập trung vào đây, thì mình sẽ lưu ý ba cái điểm này dùm cho cô. Đầu tiên là an. An thì nó có nghĩa là một, và nó sẽ sử dụng cho danh từ số ít đếm được, các bạn nhớ nha. An là sử dụng cho danh từ số ít đếm được và nó có nghĩa là một. Nhưng mà mình sử dụng an khi nào và khi nào thì các bạn lưu ý. Mình sử dụng an khi đầu câu á, đầu âm tiết của nó là những nguyên âm. Những nguyên âm là gì? Giống như những chữ you, is, o, a, i thì cô sẽ gọi tắt là uể oải, thì các bạn nhớ nha. An thì khi sử dụng trước khi đầu câu nguyên âm nó là những cái chữ này, và mình sử dụng khi nào? Khi những chữ còn lại, nhưng mà lưu ý là nó chỉ là ở số ít nhưng mà đếm được là một cái. Tiếp theo đó là chữ some. Chữ some thì nó nghĩa là một vài. Thì nó cũng sẽ sử dụng cho, nó sử dụng cho số nhiều đếm được nha các bạn, số nhiều đếm được và phần không đếm được. Thì bây giờ cô sẽ lấy một số ví dụ để cho các con rõ hơn, tại vì khi mà nói như vậy thì các con mình cũng sẽ là chưa hiểu lắm. Thì đầu tiên á, thì các bạn nhìn coi, orange là quả cam, thì các bạn nhớ là quả cam á là mình đếm được 1 2 3 4, mình đếm được đúng không nào? Vậy thì nếu mà một quả cam thì cô sẽ sử dụng an orange. Tại sao cô lại sử dụng an orange? Tại vì nó bắt đầu bằng chữ o, nên cô, nó nằm trong trường hợp này nên cô sử dụng là an orange, một quả cam. Vậy nhiều quả cam thì cô sẽ sử dụng là some orange. Được chưa nào? Tiếp theo đó chính là ví dụ như một quả chuối thì cô sẽ sử dụng là a banana. Một quả chuối thì cô sẽ sử dụng là a banana. Còn nhiều quả chuối á, thì nó vẫn là đếm được nha các con, thì cô sẽ sử dụng là some bananas. Tiếp theo thì các con cô các bạn nhớ là sữa có đếm được không các bạn? Không, sữa thì làm sao mình đếm được đúng không nào? Nó là chất lỏng, mình không có đếm được. Thì cô sẽ sử dụng là some milk. Ví dụ như là phô mai thì các bạn là cũng không có đếm được, thì cô sẽ sử dụng là some cheese. Tiếp theo đó, ví dụ như là những cái chất lỏng nè, gạo nè, tiền nè, hoặc là bột mì, hay là đường, hay là nước, hay là sữa, thì chúng ta là những cái từ không đếm được, các bạn lưu ý ở đó nha. Còn tiếp theo thì là những cái từ đếm được thì các bạn nhớ là lưu ý là mình sử dụng mạo từ là an, hoặc là từ chỉ định lượng như là some. Some thì lưu ý là nó sẽ sử dụng cho hai trường hợp là số nhiều đếm được và không đếm được luôn nha. Còn an thì nó có nghĩa là một, nên là nó chỉ sử dụng cho số ít thôi và chỉ có một cái thôi. Thì các bạn lưu ý ở phần đó giùm cho cô. Thì ở đây thì cô sẽ nói đến cái phần mà những cái từ này. Ví dụ như là các bạn milk, water hoặc là juice thì các bạn sẽ không đếm được mấy cái thứ đó rồi, tại vì nó là chất lỏng. Nhưng mà khi mà glass of á, hoặc là cup of, bottle of á, thì các bạn nhớ, can of á, thì các bạn nhớ dùm cho cô, thì cái này là ví dụ như là một ly sữa thì các bạn sẽ nói là a glass of milk. Còn ví dụ như là 3 ly sữa thì các bạn sẽ ghi là 3 glass of milk. Vậy thì nó sẽ là đếm được các bạn nhé. Tiếp theo đó chính là ví dụ như là to melon. Melon thì nó sẽ ở dạng đếm được và kể cả không đếm được luôn, hoặc là số nhiều và số ít luôn. Ví dụ như là melon thì nó vẫn là chữ melon như vậy. Và nếu mà số nhiều thì nó cũng sẽ là some melon, nó không có đổi. Ví dụ như kem cũng vậy. Ice cream đúng không nào? Ice cream, vậy thì các bạn đếm được á, thì nó vẫn là ice cream. An ice cream, một cây kem, và nhiều cây kem nó cũng sẽ là some ice cream. Thì cái bài làm của chúng ta, cái bài học hôm nay thì chúng ta sẽ học về an và some, nên các bạn lưu ý cho cô nha. Tiếp theo thì mình sẽ làm cái phần bài tập trang số 41. Thì bây giờ là các bạn qua cái phần bài thứ nhất, các bạn đọc những cái từ này dùm cho cô nha. Date, bread, banana. Banana là chuối nè. Fruit, fruit là trái cây. Lemon là chanh nha. Còn melon với là dưa. Tiếp theo đó chính là asparagus. Asparagus là giống như măng tây các bạn, măng tây. Tiếp theo đó chính là apple. Apple là quả táo. Và aubergine. Aubergine là cái này là
giống như là quả cà tím á các bạn, quả cà tím á, thì quả cà tím thì nó còn gọi là eggplant nữa. Tiếp theo glass of water là ly nước. Broccoli là bông cải các bạn, hoa cải xanh á. Tiếp tục rice là gạo, grapes là nho, water là nước, coffee là cà phê, vậy raisin là nho khô, spinach là giống như là cải, rau cải bó xôi á các bạn. Bây giờ mình sẽ cùng nhau tìm với countable noun và uncountable noun là danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Vậy date là giống như là quả trà là, quả trà là thì sẽ đếm được. Tiếp tục banana, banana mình vẫn đếm được nha, nên cô sẽ sử dụng qua đây. Tiếp tục fruit, các bạn lưu ý là banana là đếm được, cô ghi vào đây. Fruit, fruit là trái cây không đếm được, nên các bạn nhớ là ghi qua bên uncountable. Tiếp theo asparagus, asparagus là măng tây, măng tây thì sẽ không có đếm được, thì các bạn sẽ ghi qua cột uncountable noun. Tiếp tục là apple, apple là quả táo, táo thì mình sẽ đếm được đúng không nào, an apple hoặc là some apple thì cô sẽ ghi vào apple. Tiếp tục aubergine, aubergine là quả cà tím, thì các bạn nhớ là cà tím thì mình có thể là đếm được một trái, hai trái, nhiều trái thì mình sẽ qua cái phần là countable noun. Tiếp theo đó chính là glass of water, glass of water thì các bạn lưu ý nếu mà water không thì mình sẽ không đếm được, nhưng mà ở đây có glass of water thì nó sẽ là danh từ đếm được, thì các bạn ghi vào phần countable noun. Tiếp theo đó chính là broccoli, broccoli là như thế nào các bạn, là bông cải xanh thì mình đếm được hay không các bạn, cái này là mình broccoli là các bạn không đếm được nha, các bạn nhớ ghi vào đây dùm cho cô là broccoli bên danh từ không đếm được. Rice cũng vậy là gạo nên chúng ta không có đếm được, nên các bạn ghi vào đây dùm cho cô. Tiếp theo đó chính là nho, grapes. Grapes là các bạn lưu ý là grapes là đếm được, nên là mình ghi vào đây dùm cho cô nha, qua bên countable noun. Coffee, water, water là nước, hồi nãy cô có nhắc đến rồi là không đếm được, sẽ ghi vào uncountable noun. Tiếp theo đó chính là coffee, coffee cũng vậy là một dạng chất lỏng nên không đếm được, nên là nó sẽ nằm ở cột uncountable noun. Raisin, raisin là nho khô, nho khô thì các bạn lưu ý là nho khô thì mình sẽ là cũng sẽ đếm được luôn nha, nếu nó ở dạng số nhiều thì các bạn thêm s vào sẽ là raisin. Spinach là rau cải bó xôi thì sẽ không đếm được, thì các bạn lưu ghi vào bên cột uncountable noun giùm cho cô. Vậy thì bây giờ cái phần tiếp theo đó chính là phần số 2, complete expressions using a word form. The boss used as words once. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng những cái từ như a, and, some, two, four, three cho những cái từ với hình dưới đây. Thì các bạn nhìn vào hình thứ nhất, coffee là không đếm được thì cô sẽ sử dụng là some. Vậy bây giờ lemons là mình đếm được, thì mình có hai quả chanh thì mình sẽ cô sử dụng là two lemons. Tiếp theo đó chính là banana, banana thì các bạn nhìn coi ở đây có bốn quả chuối thì các bạn mình sẽ sử dụng là four bananas. Tiếp theo ở đây thì có sẽ là orange, bạn có ba quả cam và đếm được thì các bạn sẽ là three orange. Tiếp tục fruit, trái cây thì mình không đếm được, thì some sẽ sử dụng cho từ không đếm được và từ đếm được luôn nha, ở dạng số nhiều thì cô sẽ sử dụng là some fruit. Tiếp theo glass of milk, ở đây có một ly sữa thì cô sẽ sử dụng là a glass of milk, glass of water thì ở đây cô sẽ sử dụng là a glass of water. Number 7 là spinach, spinach là rau cải bó xôi thì là nó không đếm được thì cô sẽ sử dụng là some spinach. Tiếp tục date là quả trà là, thì bây giờ là mình sẽ đếm được nhưng mà nó ở dạng số nhiều thì cô cũng sẽ sử dụng là some luôn. Đây là mình đã xong cái phần bài này rồi, bạn nào mình chưa làm bài thì mình làm bài chung với cô, và mình sẽ nhớ là an là sử dụng cho số ít đếm được, some thì sử dụng cho số nhiều đếm được và kể cả không đếm được luôn, và cái phần cuối cùng là chúng ta sẽ điền an và some vào những danh từ này. Thì bây giờ đây là cái bài làm của cô. Apple thì là một quả táo, thì nó bắt đầu bằng chữ A thì cô sử dụng là an apple. Vậy grapes là đếm được số nhiều thì cô sẽ sử dụng là some. Broccoli là không đếm được thì cô sử dụng là some. Tiếp tục glass of water, vậy một ly nước thì cô sẽ sử dụng là tiếp theo lemon là một quả chanh thì cô sẽ sử dụng là lemon. Câu số 6 là raisin là nhiều nên là số nhiều cô sẽ sử dụng là some. Aubergine, aubergine là quả cà, vậy thì là nó bắt đầu bằng chữ, nó đếm được nhưng bắt đầu bằng chữ A thì cô sẽ sử dụng là an aubergine. Câu số 8, rice là gạo không có đếm được thì cô sử dụng là some rice. Tiếp tục câu số 9, asparagus là măng tây không có đếm được thì cô sử dụng là some, some asparagus.
asparagus. Tiếp tục, orange là các bạn nhìn chữ orange thì nó đếm được nhưng mà nó bắt đầu bằng chữ O thì các bạn nhớ là mình ghi là an orange. Số 11 là date, là quả trà là, nó là số nhiều nên cô sử dụng là some, nó đếm được nha. Số 11 là fruit, là không có đếm được nhưng mà cô sẽ sử dụng là some, tại vì some sử dụng cho đếm được và không đếm được nên cô sử dụng là some fruit. Tiếp tục, banana, banana là quả chuối, ở đây thì nó không có chữ S thì cô sử dụng số ít là a banana. Tiếp tục, câu cuối cùng của chúng ta là coffee, coffee cũng là dạng chất lỏng không đếm được thì cô sẽ sử dụng là some coffee. Vậy cái phần bài học hôm nay đến đây là kết thúc rồi, thì cô mong rằng các bạn mình sẽ xem lại cái phần mà cô hướng dẫn cho các bạn về a, an và some. Thì những cái phần lưu ý mà bạn nào mình hay quên thì mình có thể ngừng video và mình xem lại, mình viết bài lại giùm cô nha. Chúc các bạn học tập thật tốt. Thank you.